Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khanh. Thì ngay bây giờ là Khanh hiện tại đang có mặt tại vườn trái cây, vườn xoài các bạn, vườn xoài của khách Khanh. Thì vườn xoài này là đang ở vị trí của vườn xoài là ở Cam Ranh nha các bạn. Ở Cam Ranh, Cam Lâm, Cam Ranh. Thì buổi sáng á, thì Khanh cũng đã đăng ký và ra biển số cho khách của Khanh rồi. Thì bây giờ là Khanh đã giao xe cho khách. Và hiện tại thì xe khách đang chạy ở trong. Thì bây giờ Khanh sẽ quay từ ở ngoài vô cho các bạn xem vườn xoài của anh Sơn, của vị khách hàng của Khanh đó. Xin mời các bạn cùng đi theo Khanh nha. Vườn xoài to lắm các bạn, đây nè đó. Anh Sơn cũng đã cho bẻ sẵn xoài làm quà cho Khanh rồi. Thì bây giờ Khanh sẽ đi quay cho các bạn xem một vòng của vườn xoài. Có thể là nó bị chói sáng đó các bạn. Đó. Đó vườn xoài các bạn, vườn xoài to lắm. Xoài này thì hiện tại là cũng vừa hết cái vụ mùa rồi. Đó, nên là cũng hơi ít trái. Xoài này hơi ít trái nha các bạn. Đây. Xe của khách. Các bạn thấy biển số có đẹp không? Đây các bạn, biển số rất là đẹp. 79 29677. Cái này thì nó hơi chói nha, để Khanh quay lại cho các bạn xem nha. Các bạn đợi Khanh xíu nha. Đó đây các bạn, đây là xe của khách. Của khách Khanh bấm xưa hồi sáng nha các bạn. 79A29677, số bấm ngẫu nhiên luôn, rất là đẹp. Đây, Khanh quay vòng quanh chiếc xe cho các bạn xem. Xe xong hết rồi và Khanh đã giao cho khách. Đây, chủ nhân của chiếc xe. Anh Sơn. Đó. Đây là chú, đây là quản lý của anh Sơn. Chú coi cái vườn xoài này cho anh. Xoài thì vừa hái hết rồi các bạn. Vừa hết vụ rồi. Cái này là nó có ra đúng không anh Sơn? Em thấy hình như có bông anh Sơn hả? Ừ, nó đang ra cái mùa tháng 7 tới mình thu nè. Đây nè, dạ. Dọc trái này nè. Là ở trên này đúng không anh? Là trái là chuẩn bị mình thu nữa nè. Đây nè các bạn. Chuẩn bị ra... Xài gì chứ? Úc ha. Ừ. Dạ. Xuống rồi xuống tới bụi. Đây các bạn, đây còn sót trái lớn nè. Không, những cái trái anh còn hái. Dù anh không anh là hái trong này. À vậy hả? Là anh có vẻ sẵn làm quà cho em trong này đúng không? Đây có. Dạ. Đây các bạn, vô đi theo anh Sơn. Sơn sẽ dẫn. Ồ đây có một chiếc mít các bạn. Chiếc mít. Trời. Nguyên một cây có một trái luôn chú. Trái rất là to. Wow. Một. Trời ơi, cái này mai sao em đem về hết anh Sơn. Đóng một thùng chắc không thấy đâu, hai thùng. Đây các bạn. Một xe rồ xoài luôn, trời ơi, xoài rất là to luôn á. To lắm luôn. Trái là wow. Trái dạ. Trái này chứ em nghĩ chắc hơn ký đó anh Sơn ơi. Ừ. Có cái tám lạng, chín lạng, có cái trên ký nữa em. Dạ. To quá trời to luôn. Bọc lại là gà đồ ở ngoài hết, không có vô trong khuôn viên trại. Đây các bạn, chủ xe. Chủ xe không anh, có anh vô trong khuôn viên trại mà nó vô. À là ở ngoài đó là mình nuôi gà ở ngoài đó luôn. Gà đồ hết ở ngoài đó. Anh thả nhiều không anh thả gà nhiều không? 60-70 con. À cái này em nghĩ nuôi mấy ngàn con cũng được luôn. Bự quá trời bự. Đây các bạn, xoài rất là to luôn người chứ xoài nhìn ăn cái này một người ăn sao hết chứ xoài này anh Sơn. Bự quá trời bự luôn. Quý quá luôn các bạn, tại vô qua cho các bạn thấy. Anh đã chừa lại để dạ. Để cho một phần anh thêm các bạn. Quá giờ lớn. Em cảm ơn anh Sơn nhiều, quà cái này là quà từ Cam Ranh. Anh em đi vòng ra cái vườn của anh đi. Đây qua đây vòng. Mình dạ. Đi vòng đó, em đi mỗi chân thôi. Dạ. À là mình đi thẳng đây luôn đúng không anh? Đi thẳng đây luôn. Anh nói nha, à, dạ. Ủa gà này gà của mình luôn hay là của đó, gà của mình đó em, trong đó. Dạ. Wow, một vườn xoài. Là vườn này cũng hai mấy năm hả anh hả? Mấy cả lớn này là chay nè em, cái gốc lớn là chay. À là hai mấy năm hết rồi đúng không anh? Xoài đã quá. Gà này em thấy như gà là giống như là nó lai gà tre đúng không anh? Thấy nó hơi nhỏ. À, lai gà kiến có, lai gà nòi có em. Dạ. Mục đích là nuôi anh không có buôn bán gì hết á. Đúng rồi. Để cho mình sử dụng anh em đồ của mình thôi. Dạ. Ôi rộng quá anh ơi, cái này 2 hectare thì cái này đi với mỗi giò thiệt luôn á. Đó em cứ quăng lên đi kia là rộng bao 2 hectare bự lắm. Để quay cho mấy bạn coi sơ vòng đi chứ bự. Đây các bạn, vườn
Thì xoài của anh rất là rộng. Đây là chủ nhân chiếc xe Ford Everest nha các bạn. Từ xoài của anh Sơn. Ở đây là mình có gà, đồ đầy đủ gà luôn. Gà quá trời luôn các bạn. Đây. Gà. Ở bên kia là Khanh thấy là có ngỗng luôn. Có được ba con ngỗng. Gà thả vườn, gà thả vườn. Chú là bình thường có mình chú ở đây luôn hả chú? Thôi. Trời. Đâu chiều về chứ. À là chiều, là buổi sáng chú làm ở đây không? Mà là chiều chú về. Dạ. Chiều về. Là mình tưới, tưới là mình đẩy ngay gốc mình tưới luôn hả chú ha? Ờ tưới cái dồi tưới vô. Dạ. Ủa sao mình không cố định nó ngay gốc luôn, chứ mình chỉ xả nước thôi chú. Không được, của anh không đủ. À của anh không đủ. Dạ. Cái này là chắc còn mấy ngàn gốc á chú hả? Con thấy nó rất là nhiều luôn á. Ờ, 2 hết. Trời ơi, là lưới hết mà. Dạ. Này chú hái cây dưới đây này. À là nãy chú hái mấy cây dưới này hả chú? Con cây dưới đây mà còn trên cao tiều lên nó ai chụp. Tiều lên thẻ xuống thì nó dập nó dở. Dạ, có mình chú mà đâu ai chụp được. Ở Cam Lâm mình là nổi tiếng là về xoài á chú. Chú là chú Hiếu đúng không chú Hiếu? Chú Hiếu. Dạ. Cam Lâm mình là nổi tiếng về xoài luôn. Ngày xưa như gia đình chú trong quận 4 chứ. À vậy hả? Là chú về đây lâu chưa chú? Năm 75. À 75 chú. Dạ. 45 năm rồi chú hả? Ồ đây các bạn. Đây nè chú Hiếu chỉ nè. Chú Hiếu chỉ nè, chú Hiếu bẻ mấy cây xoài này nè. Cái đó còn trên cao á, đâu có ai chụp. Dạ. Ồ các bạn biết các bạn thấy không nha, ở trên cao á nó to lắm. Xoài rất là to. Nhưng mà do giờ ánh sáng nó bị chói nên là có thể là Khanh quay các bạn không thấy đâu. Đó, to lắm. Cây nguyên một cái vườn xoài này ví dụ như một vụ là cỡ bao nhiêu tấn chú Hiếu? Một vụ hả? Dạ. Quá năm quá nó mười mấy tấn. Wow, 2 hết. Bên kia là của mình luôn hay là của người ta chú bên hàng ra? Của người ta. À. Mình tự lớn bên mưa về đây là. Dạ. Bên đó là gốc xoài nó to hơn, nó lâu hơn rồi chú ha. Thôi, xoài tây. À sò tay, sò tay là trái, trái nhỏ 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 nhỏ. Không có, sò tay rồi nó con nó ghép, lấy sò út nó ghép qua. À, lấy cái gốc sò tay xong rồi ghép cái lấy cái đọt á. Ghép dạ. Đọt cái đọt ghép. Vậy là ghép cái đọt của sò út. À, qua dạ, à, à. Chứ sò tay của mình là đúng làm trái nó nhỏ nhỏ đúng không chú? Nhỏ. Dạ. Nó cái này mỗi xuống bông xuống trái. Ồ rộng quá chú ha. Có mình là một mình chú coi thôi chứ đâu có ai coi hả chú? Chỉ thuốc hai người. Dạ chứ con này con nghĩ này mình chú đuổi luôn á. Mình làm nó không? Dạ. Rộng quá các bạn. À, vườn của anh Sơn rất là rộng luôn. Cái này thả còn mấy ngàn con gà luôn á Sơn ơi. Cái này thả chứ mấy chục ngàn con gà luôn mới hết được cái vườn của mình á. Rộng quá, rộng quá, cái vườn rộng quá. Nói chung là mấu mà em ghé Cam Lâm là có xài đó. Đây các bạn, chủ xe nha, anh Sơn. Anh Sơn có muốn nói gì đó các bạn không? Ví dụ như là vào mua xài liên hệ anh hay gì đó. Ông xài Úc ở Cam Lâm mình thì nhiều. Dạ. Nhiều nhưng mà phải biết được những cái nơi uy tín giống như của anh Sơn nè, nó liên hệ là bao ăn chất lượng luôn. Sắp tới thì nó có một số xài Đài Loan ngon. Dạ. Ra nhiều mà sắp tới này. Hỏi là mình đây mình có xài Úc là xài Đài Loan luôn ha. Xài Loan xài nhỏ em, chắc lẽ là nhà mình đó. Dạ. Sắp tới là anh cắt ghép qua Úc hết. À. Nó còn nhỏ đây nè, những cái cây nhỏ 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 này là xài Đài Loan nè. À là mấy cây nhỏ là mình trồng là xài Đài Loan. Xài là ăn nó giòn giòn nó ngọt ngọt á. Dạ. Trái nó cũng bự lắm, nhưng mà nó kinh tế nó không bằng xài Úc. Ừ. Dạ.